Thưa quý vị, lễ viếng giáo sư Trần Văn Khê bắt đầu từ 12 giờ hôm nay 26 tháng 6. Linh cữu giáo sư được quàn tại nhà riêng số 32 đường Huỳnh Đình 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho đến hết ngày 28 tháng 6. Ngay sau lễ phát tang, rất nhiều người dân, bạn bè, học trò từ khắp nơi trong và ngoài nước đã có mặt ở ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình 2 chỉ với mong muốn nói lời tiễn biệt với vị giáo sư đáng kính. Căn nhà xưa luôn rộn ràng tiếng đàn hát, tiếng diễn thuyết về âm nhạc dân tộc của giáo sư Trần Văn Khê, nay tiếng nhạc đường tài tử tiễn đưa ông. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo năm nay đã 98 tuổi. Ông đến để nói lời chào cuối cùng với người bạn tri âm, giáo sư Trần Văn Khê. Họ vừa gặp nhau năm ngoái, còn hứa với nhau, dù cho vật đổi sao dời, chúng mình trăm tuổi vẫn ngồi bên nhau. Vậy mà, nay cuộc hội ngộ giữa người còn, người mất. Khúc Nam Xuân của Vĩnh Bảo giờ thiếu vắng người nghe. Lúc tu đàn đó, hình ảnh Trần Văn Khê nằm trong đầu. Nếu tu đàn bữa đó mà gọi là người ta tâm đắc, người ta khen hay đó, thì không phải do nó tu mà do nó giáo sư Khê gây cho, tạo cho tôi có cái niềm cảm xúc tu đàn ra cái đó. Mà chưa chắc gì bây giờ tu đàn được như vậy. Thành ra giáo sư Khê đi ra đi thì tôi tiếc mất người bạn. Gian phòng khi giáo sư Trần Văn Khê còn sống vốn là nơi gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu, nay đón ông trở về bằng tiếng đờn, lời ca. Đó là những bài bản mà ông đã từng cần mẫn ghi âm thu đĩa mang sang nước ngoài, được phát xuyên suốt cả những ngày diễn ra tang lễ. Đám tang giáo sư Trần Văn Khê miễn nhận vòng hoa, những người học trò từ muôn phương chọn cách đờn lại những bản nhạc cũ thầy từng dạy. Ban nhạc lễ là những người học trò thân tín nhất của ông. Nhạc lễ hiện nay đang xuống cấp. Nó bị mai một, không còn theo cái phong cách là dân gian xưa nay. Nhạc lễ này có thể mai một, không còn nữa. Và điều này là điều đáng buồn. Và hôm nay là thầy đã đi rồi thì theo tôi nghĩ là chắc không còn. Ngôi nhà số 32 Huỳnh Đình 2, nơi đón giáo sư Trần Văn Khê trong ngày trở về. Sài Gòn trời đổ mưa lâm thâm, nhưng chẳng ngăn được dòng người đến đưa tiễn vị giáo sư đáng kính. Nhiều người chưa hề học ông một ngày nào, chỉ là biết cái tên Trần Văn Khê qua những lần diễn thuyết. Vậy mà, mến mộ lúc nào chẳng hay. Là thầy muốn tổ chức cái đám tang văn hóa, tiết kiệm, và nó đặc biệt cho một nhà văn hóa, chứ nó không phải bất cứ với tư cách một người khác của thầy. Nói với Trần Văn Khê là trên thế giới một Trần Văn Khê, và đó sẽ có trong, đã có và sẽ có trong những từ điển danh nhân của thế giới.